Chào bạn nhá, hôm nay mình dạy đánh cá Z không đánh như là mình đánh cá cho bạn xem nhá. Ở đây không có cá to nha bạn, đây nguyên cá nhỏ nhỏ như là đấy, nguyên cá nhỏ nhỏ đấy. Mình đánh mới con cá rồi, nguyên cá nhỏ đây sụp vọt nha. Nước muối này đánh luôn rất là nhiều luôn, nhưng mà ghê quá, cái đậm nha các bạn. Cái đậm đánh không được. Đi đây cho nó hưng phấn một chút. Cái thức này nó luôn chát nha các bạn. Bạn này không có rồi. Mình chỉ dùng một chút nha, mình đến địa điểm trước mình sẽ quay cho các bạn xem. Nguyên cá nhỏ nha các bạn. Nguyên cá nhỏ. Đánh cho vui nha các bạn. Cá nguyên cá bé. Đẹp quá không? Đấy, nước của đẹp quá. Cá nhỏ quá. Đây không có nha các bạn, nhưng các bé chạy nhau à, chạy ơi. Có chạch đẻ nha các bạn. Z này là vẫn còn chạch đẻ. Chạch đẻ vẫn nên. Vẫn đẻ. Nhiều nước mà. Nhiều đồng sáng đi đắp cái chỗ đồng sáng này nó sân mấy thì ngay. Không có cá nhà các bạn. Cá rất nhỏ.
Chưa là không hết rồi. Có chạy nha các bạn, nhưng mà khó đánh ấy. Chạy nhau à, chạy nhưng mà sao á, mình không hớt được. Có hộ hộ thùng đây để luôn. Cá rồi nha bạn. Thôi đi nhà rồi. Cá rù rất to. Nuôi cá nhỏ nha bà, nuôi cá bé. Giờ là nó giết nó cũng đi ăn này nha. Các bạn thấy hay nhớ subscribe và chia sẻ giúp mình nha các bạn nha. Rồi nuôi cá nhỏ. Ai thì trò đi. Chết rét rồi. Các bạn nhớ sóng hôm trước mình chia sẻ đánh lươn ở đâu không nhỉ? Đấy, sóng này rất nhiều lươn. Thế nhưng này có lượng nhưng này rét nhau ạ. Không đánh lươn. Chạy nhau các bạn. Hôm nay rất nhiều lươn nhưng mà hôm trước là nó cạn, hôm nay có lươn nhau ạ. Hôm nay rét, nếu cùng bay lại đánh thì rất nhiều lươn luôn. Mèo kia, đợi cho chim, nó chào chim. Đây đây, ôm nó đây.
Mướn cá nhỏ nha các bạn, không có cá to. Mướn cá nhỏ như thế này. Mướn cá nhỏ như thế. Lươn nha các bạn. Lươn lươn đấy, con lươn. Rồi các bạn nhìn này, cá rất bé. Rồi cá rất nhỏ nha các bạn. Rồi cá rất bé. Sóng này mà có nước như hôm trước là đánh được nhiều nha các bạn. Này rét quá không nhìn nổi. Rô phi nha các bạn. Rồi. Quá đẹp luôn. Rồi, cá bé ti. Đây. Tép nha các bạn, nguyên tép. Đấy. Tép tép tanh tanh nha các bạn. Đây là cua nha các bạn. Đây là cua. Đấy, là cua cho các bạn xem đây, là cua. Ôi. Thế rồi. Thế nha, các bạn thấy hay nhớ subscribe và chia sẻ giúp mình nha. Mình xin chào tạm biệt các bạn. Đây là thành quả của hai thầy trò nha các bạn. Các bạn thấy hay nhớ subscribe và chia sẻ giúp mình nha. Đời đời đời. Hôm nay rét mình không đánh được lươn, mình đi đánh cá cho nó vui, quay cho các bạn cho đỡ buồn nha các bạn. Thế cho các bạn mình thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn những video sau nha.